大超市有没有卖中国的手机，然后是卖哪种品牌的。Dân mạng Trung Quốc giận tím mặt khi nghe cô gái nói lý do điện thoại Huawei thất bại thảm hại ở Việt Nam. Loa Phường 4.0 xin chào các bạn khán giả thân yêu. Các bạn thân mến, hiện nay Huawei đang trải qua thời kỳ khó khăn ở thị trường smartphone Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà mình nói vậy đâu. Hầu như người Việt Nam hiện nay hoàn toàn không sử dụng thương hiệu này nữa. Bằng chứng rõ ràng nhất là mới đây, trên mạng xã hội icworld.com của Trung Quốc đã xuất hiện một video của một vlogger nói rằng vì sao điện thoại Huawei biến mất ở Việt Nam. Người dân Trung Quốc không thể tin nổi sự thật đau lòng này. Điều này làm cho netizen Trung Quốc hết sức chạnh lòng. Video này đã nhận về lượt tương tác khủng cùng với hàng ngàn comment đến từ netizen xứ Trung. Vậy người Trung Quốc đã nói gì? Và lý do thực sự vì sao điện thoại Huawei thất bại thảm hại ở Việt Nam? Mời các bạn cùng xem và thảo luận cùng chúng mình trong video này nhé! Đây là cô nàng vlogger mà mình đã nói đến ở phần đầu video. Cô ấy tên là Đua Đua, sinh năm 1990, là một sinh viên Việt Nam đang học đại học và sau đại học tại Trung Quốc. Để giải đáp thắc mắc cho cư dân mạng, cô ấy đã lên một video tiết lộ nguyên nhân bất ngờ. Chúng ta cùng lắng nghe xem cô ấy đã nói gì nhé! Cụ thể trong video, cô gái trẻ này đã nói rằng trong một lần đi mua điện thoại cùng với mẹ ở Điện Máy Xanh của Việt Nam, đây là nhà bán lẻ điện thoại số 1 về doanh thu và lợi nhuận. Mặt hàng chủ yếu ở đây là thiết bị điện tử và điện lạnh, đồ gia dụng và sản phẩm công nghệ. Vì tò mò, tôi cũng đã hỏi thử xem ở đây có bán điện thoại của Trung Quốc hay không, rồi sau đó sẽ quyết định mua thương hiệu nào. Tôi thấy ở đây có rất nhiều thương hiệu điện thoại khác nhau, nó bao gồm 6 thương hiệu. Trước mắt tôi là một chiếc điện thoại Vivo của Trung Quốc được sản xuất bởi một nhà sản xuất Trung Quốc. Giá của loại này dao động trong khoảng từ 4,3 đến 20 triệu đồng. Nhân viên vừa kể với tôi tháng trước, loại này đã bán được 40 chiếc. Các thương hiệu Vivo hay Oppo đều được sản xuất tại Trung Quốc. Người dân ở đây cũng rất hay sử dụng hai loại này. Tôi cũng mua cho bố tôi một cái Vivo Y21. Sau đó tôi hỏi người bán hàng và họ nói, từ năm ngoái rất ít người sử dụng điện thoại Huawei nữa. Sau đó tôi kiểm tra thông tin trên Internet, có cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về mặt lập trường ngoại giao. Một tin tức khác là năm ngoái Huawei tổng thể gói kinh doanh điện thoại di động Honor bán sang một liên doanh mới thành lập ở Trung Quốc, sau đó tăng gấp đôi đầu tư vào các công ty con. Tôi đã hỏi một số người bạn Trung Quốc, tất cả họ đều nói rằng ở Trung Quốc vẫn còn. Sếp của tôi mặc dù ở Việt Nam 16 năm nhưng ông ấy vẫn sử dụng điện thoại Huawei. Nhưng tôi không ngờ ở Việt Nam nó lại không được bán nữa. Sau khi video này được đăng tải thì đã thu hút gần 50.000 lượt xem và hàng trăm bình luận của cư dân mạng Trung Quốc. Vậy sau khi xem được video đó, netizen Trung Quốc đã nói gì? Thì hãy cùng mình điểm qua một vài bình luận của cư dân mạng nước này nhé! Huawei bị đế quốc Mỹ trừng phạt, không có chip, sau đó bán thương hiệu Honor nhưng vẫn giữ thương hiệu cao cấp. 2 năm nữa giải quyết xong chip, Huawei sẽ trở lại làm vua. Huawei luôn sản xuất điện thoại di động và đi theo con đường cao cấp. Điện thoại di động Huawei rất phổ biến ở thị trường châu Âu. Chất lượng điện thoại di động Huawei rất tốt nhưng đắt quá, tôi không đủ tiền, tôi chỉ có thể mua Vivo. Huawei là một doanh nghiệp quốc gia xuất sắc của Trung Quốc và điện thoại di động của họ có chất lượng cao. Điện thoại di động Huawei được bán với giá hơn 10.000 nhân dân tệ ở Trung Quốc, ngay cả người Trung Quốc cũng không thể mua được. Việt Nam cũng là đồng phạm trong việc tẩy chay Huawei. Điện thoại Huawei không thể tải được phần mềm Google và phần mềm chat tại Việt Nam, gây khó khăn cho việc tiến về phía trước. Điện thoại di động Huawei đắt tiền và mức tiêu thụ ở Việt Nam thấp hơn nhiều so với Trung Quốc. Cùng với việc thiếu hụt chip, Huawei chắc chắn sẽ ưu tiên cung cấp sản phẩm trong nước. Doanh số bán ở các nước khác chắc chắn sẽ rất ít. Điện thoại Honor tôi sử dụng thực sự không khác gì Huawei. Cả hai đều rất dễ sử dụng. Hoa Kỳ đã dùng những biện pháp không công bằng để đàn áp Huawei. Điều này đã ảnh hưởng đến 5G của Huawei. Tôi tin rằng không lâu nữa Huawei sẽ tìm được một chiếc khác cách để quay lại. Nhiều người phàn nàn Mỹ đàn áp Huawei nhưng chẳng liên quan gì đến thị trường Việt Nam. Nguyên nhân chính là do chính phủ Việt Nam tẩy chay sản phẩm Huawei để lấy lòng Mỹ, vì Việt Nam xuất khẩu nhiều sản phẩm sang Mỹ mỗi năm và là nguồn xuất tiêu lớn nhất của Việt Nam. Huawei có thể sản xuất điện thoại di động 4G, nhưng ở Trung Quốc hiện mua điện thoại 5G và hệ thống Android không được phép cài đặt ở nước ngoài, nên đơn giản là ngừng sản xuất. Thương hiệu phụ điện thoại di động Honor đã được bán.
Hoa Kỳ đã đàn áp ngành công nghệ cao của Trung Quốc, nguồn cung cấp chip cao cấp cũng bị Hoa Kỳ cắt đứt. Vì vậy, Huawei không còn cách nào khác là phải làm như vậy. Hiện tại, họ rất bất lực. Điện thoại di động của Huawei không còn chip nên khối lượng sản xuất trở nên rất ít và ngày càng đắt đỏ. Nếu bán điện thoại giá cao vào Việt Nam, doanh số sẽ không lớn. Sau 3 hoặc 2 năm, khi chip đột phá, Huawei sẽ quay trở lại. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm qua những bình luận hết sức thú vị đến từ vị trí của các pháp sư Trung Hoa. Thị trường điện thoại di động của Việt Nam bạt ngàn những thương hiệu khác nhau giá nào cũng có. Nhưng chớ trêu thay, cái tên Huawei ngày nay không được người Việt sử dụng nữa. Chuyện gì xảy ra thì cũng đều có lý do cả các bạn à. Các anh hùng bàn phím Trung Quốc trước giờ luôn nghĩ đất nước mình là nhất. Nhưng thực tế hết sức phũ phàng. Sự thật thì rất nhiều mặt hàng Trung Quốc chẳng riêng điện thoại đâu mà hầu như hàng hóa nào của Trung Quốc cũng khiến người ta lo nghĩ rất nhiều về chất lượng. Rất nhiều điện thoại Trung Quốc, mẫu mã đẹp, giá rẻ nhưng chất lượng thì đi ngược lại. Vì hàng hóa của Trung Quốc đã có tiếng dồn từ lâu rồi, một cái kết thật đáng buồn. Rất nhiều người Trung Quốc vẫn ảo tưởng hàng hóa nước mình đang thống trị thế giới. Điều này khiến mình cảm thấy thật nực cười. Nhưng sự thật thì sao? Thời gian gần đây điện thoại Huawei hầu như không tìm thấy ở Việt Nam nữa. Hàng dởm, hàng nhái, hàng kém chất lượng lại tràn lan đại hải trên thị trường Việt Nam, rất khó để phân biệt. Người Việt chúng tôi lần lượt bỏ qua hàng giá rẻ và quay trở lại dùng đồ chất lượng, nói không với những thứ linh tinh vô bổ đó. Thành thật mà nói, thì hàng Trung Quốc mẫu mã vô cùng đẹp và bắt mắt, nhưng nói về chất lượng thì mình không dám chắc. Một lý do hết sức đặc biệt nữa, đó là không chỉ ở thị trường Việt Nam đâu, mà Huawei gần như biến mất ở một số quốc gia khác. Theo như thông tin mà mình tìm hiểu được, Huawei ngày nay là trung tâm của cuộc chiến thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong 5 năm vừa qua, Huawei được xem là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Samsung trong thế giới Android. Và rồi đến nay, sự cạnh tranh đó lại không còn nữa. Tháng 5 năm 2019, Tổng thống Mỹ đương nhiên khi đó là Donald Trump bất ngờ đánh một đòn chí mạng lên Huawei khi đưa công ty vào danh sách đen. Huawei đã trải qua nhiều năm hỗn loạn do các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với smartphone và các thiết bị khác của hãng vào năm 2020. Kể từ đó, mạng di động của Huawei tụt dốc không phanh bất chấp mọi nỗ lực duy trì và phát triển của hãng. Nhưng nếu chỉ phụ thuộc vào thị trường nội địa Trung Quốc và sự ủng hộ này thì sẽ khó lòng tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu. Mặc dù là nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, hiện Huawei vẫn phụ thuộc rất nhiều vào các nhà cung cấp linh kiện tại Mỹ. Do vậy, động thái mới của Bộ Thương mại Mỹ sẽ khiến Huawei gặp rất nhiều khó khăn. Cho đến nay, Huawei đã không thể sản xuất điện thoại công nghệ 5G bởi các biện pháp hạn chế từ Mỹ, đã khiến cho hãng không thể tiếp cận được với các loại chip công nghệ hiện đại nhất cần thiết để sản xuất các thiết bị này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Video của Loa Phường 4.0 đến đây là hết rồi. Hãy cùng chia sẻ ý kiến, quan điểm của bạn ở phần dưới comment nhé! Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức thú vị và hữu ích trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.